Tiếp theo là những thông tin trên lĩnh vực đất đai gắn với mục tiêu phát triển kinh tế xã hội tỉnh nhà. Thưa quý vị, đến nay, Quỹ ban nhân dân tỉnh Long An đã phê duyệt quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 và kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của 15 trên 15 quyện thị xã thành phố trên địa bàn tỉnh. Theo kết quả tổng hợp từ các quyết định phê duyệt kết quả sử dụng đất năm 2022 của các huyện, thị xã thành phố, diện tích đất nông nghiệp dẫn chiếm nhiều nhất với trên 74% tổng diện tích tự nhiên, tương đương hơn 333.000 ha, bao gồm đất trồng lúa, đất rừng, đứng thứ hai về diện tích là đất phi nông nghiệp với trên 119.000 ha, chiếm hơn 25% tổng diện tích tự nhiên, gồm đất khu công nghiệp, đất quốc phòng an ninh, đất phát triển hạ tầng, đất có di tích lịch sử văn hóa và đất bãi rác xử lý chất thải, phần diện tích còn lại dành cho đất đô thị và đất khu kinh tế. Quy hoạch kế hoạch sử dụng đất nhằm khai thác tài nguyên đất hiệu quả, hợp lý, gắn chế bảo vệ môi trường, đưa đất đai thực sự là nguồn lực quan trọng phục vụ yêu cầu phát triển kinh tế xã hội tỉnh nhà theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa.